Tràng Huấn tập 216. Thầy bệnh. Hẹn cho bà con gà quay cuối cùng đây. Hẹn cho ông chồng tôi mới đúng. Lúc sống ổng thích ăn gà quay, bữa nay vô ổng có gà quay. Tôi mua con gà này. Tôi mua trước rồi, xin lỗi bà. Bà không biết tôi hả? Biết chi cho mệt. Tôi là bà Lý, tức là vợ của ông Lý trưởng. Ông Lý trưởng lần đó. Bà nào ông nào cũng kệ, tôi mua con gà trước thì tôi lấy. Ông bà lớn ăn thứ khác đi nhé. Dám coi thường Lý trưởng hả? Đâu có dám, tôi vẫn gọi là ông bà lớn mà. Tuy nhiên con gà vẫn là của tôi, vì tôi mua trước. Ông Lý trưởng lần, ông làm sao mà dân chúng coi thường ông như củ khoai kìa. Ai dám xem thường tôi? Tôi là Lý trưởng, oai vệ thế này mà dám coi thường tôi như củ khoai. Bà tám cua coi thường ông như củ khoai sụng, chứ không được khoai ngon nữa. À, bà tám ngà ngược, nên người ta gọi là bà tám cua. Bà ấy ngà như cua, để ý chi cho mệt. Bà xúc phạm tôi dưới chợ, người ta không có tội thì không bắt được. Bắt bà cua đó cho tôi. Bà tưởng là Lý trưởng thì muốn bắt ai cũng được hả? Người ta không có tội thì không bắt được. Không bắt bà cua, tôi về quê đây, vĩnh biệt ông chồng khoai lang. Khoan, đợi chút. Ghi tên bà tắm cua vô sổ đen, hễ bả phạm tội gì thì bắt. Giết gà giết heo cũng là phạm tội đó, bắt bả thì tôi mới hết giận. Em mày bị sao vậy? Nó bị sốt mà con không có tiền đưa nó tới thầy thuốc. Tới xin bà tắm cua đi, bả hay giúp người lắm. Cho mẹ một đồng, đưa em tới thầy thuốc đi. Bà tắm cua tốt bụng quá à, bả làm gì mà có tiền giúp người vậy? Bà tám có nghề dệt lụa, lụa của bả đẹp lắm. Bà ấy rất tốt bụng nhưng lại có tánh ngang bướng, bởi thế nên mới có tên là tám cua. Lụa thế này mà còn chê, không mua thì thôi. Tôi đâu có chê, tôi chỉ nói. Dẹp, không bán cho bà, đem lụa về may áo cho ông Táo. Sao vậy, sao lại nằm dưới đường vậy? Tôi bị ông chủ đánh gãy chân. Thằng cha chủ nào mà ác ghê, nó mà gặp tao thì tao phàn cho mấy gậy. Thằng Tổn, cổng dụng thằng này về nhà nó, tao trả công cho mày. Quê tôi ở Tuốt Trồng Phú Yên, tôi không có người quen ở đây. Vậy thì cổng nó về nhà tao, tao lo cho nó. Tôi để thuốc lại đây, cứ hai ngày bà thay thuốc cho cậu ta, bà biết bằng bó không? Cứ quắn cho nó dính là được thôi, có gì quan trọng đâu, trả tiền thuốc nè. Bà để con thay thuốc cho ảnh. Ừ phải đó, đứa nào rảnh thì tới phụ tao một tay, nó nặng như cái cối đá, mỗi lần đỡ nó đi tắm là gãy xương sống. Quê anh ở đâu vậy, anh có vợ con gì chưa? Giúp người ta thì giúp, đừng có lắm chuyện, tao ghét con trai tọc mạch lắm. Đúng là ngang ngược, nói chuyện chút cũng không cho. Thay thuốc rồi, giúp ảnh tắm rửa rồi con về, mai con trở lại. Hứa là phải giữ lời à. Thầy bó thuốc mấy ngày rồi, đỡ chưa? Đỡ nhiều lắm rồi à, bà tốt quá. Tốt khỉ gì, giúp mày có tí xíu mà gọi là tốt. Bà Tám ơi, con trả cho bà một đồng nè. Ủa ai vậy? Nó bị thương không có gia đình, tao đưa về đây chăm sóc. Ra đây còn nói cho bà Tám nghe. Con biết người đó, nó ở trong đảng cướp chiến râu. Tao không cần biết nó là ai, thấy nó bị nạn thì tao giúp. Đi đâu mất rồi? Què ơi, mày đi đâu rồi? Kệ mày, không muốn tao lo nữa thì thôi, cảm ơn. Tên cướp đâu? Cướp nào? Có người báo bà nuôi một tên cướp. Nó đâu? Tao có nuôi một thằng què, không biết nó là cướp hay là gì, tao không thèm hỏi. Nó đâu? Tao ra ngồi, quay vô nhà thì nó đi mất. Kệ nó, tao không thèm tìm. Vậy bà là đồng bọn với nó? Nói tào lao, tao đập một gậy là gãy cổ à. Ra làng, tao không có tội gì hết, tao không đi đâu hết. Bà bị bắt vì là đồng bọn với bọn cướp. Tao không có tội, không đi. Muốn tao đi tới làng thì khiêng tao đi, chứ tao không đi. Khiêng bả đi, ông Lý biểu bằng mọi giá phải bắt cho được bả. Không phải quan mà vẫn được đi kiệu. Sao người ta bắt bà vậy? Tụi nó nói tao nuôi thằng ăn cướp nên tao là đồng bọn.
Ha ha, bà tắm cua là đồng bọn với bọn cướp, chuyện tào lao nhất thế gian. Ta biết nguyên do bà tắm cua bị bắt. Bà tắm cua không nhường con gà quay cho vợ ông lý trưởng, mua nên bả thù, suối chồng bắt. Bắt người vì tư thụ, tại bà tám ngàn bướng, không né ai. Để tao tới nói chuyện với ông Lý Lân, ổng mà không thả bà tám, tao báo quan. Ông đâu có bằng chứng để ghép tội bà tám. Tôi đang điều tra, tìm bằng chứng. Tôi sẽ báo quan vụ này, ông bắt người vô cớ. Sao lại vô cớ? Bả nuôi tên cướp trong nhà. Tên cướp đâu? Ông chỉ nghe báo thôi, chứ đâu có bắt được người mà ông tình nghi là cướp. Tôi báo quan. Cho coi nè. Quan cho phép tôi nhốt bà tám để điều tra tới khi nào rõ chuyện. Vậy là thua rồi. Thả tao ra, ngày mai tao phải giao lụa cho chủ hàng. Thả tao ra. Có phải bà mẹ vợ của ông Lý Lân ở làng mình không ạ? Phải, bà Phùng Cô Đơn ở gần bãi sông. Bà ấy làm nghề gì vậy chú? Không làm gì hết, bà tu tại gia. Mình sẽ trả đũa ông Lý Lân, mình làm y hệt ổng. Ôi đau quá, làm ơn cứu tôi với. Ai làm gì trong vườn nhà tôi vậy? Tôi bị cướp đánh đau quá. Tôi đi buôn, bị cướp chặn đường cướp hết tài sản mà lại còn đánh tôi què giò nữa nè. Nhà ông ở đâu? Túc ngồi ái tử lận. Xa quá ha, thôi thì ráng mà lết về nhà đi, tôi không giúp gì được cho ông đâu. Lạnh quá cho tôi ngủ nhờ qua đêm, sáng mai tôi đón xe về ái tử. Không được, tôi là đàn bà, ở có một mình, cho ông vô ở không tiện. Hồi nãy tôi nghe bà tụng kinh mà. Ừ, tôi tu tại gia. Phật dạy gặp người hoạn nạn phải ra tay giúp đỡ. Về luật, thấy người gặp nạn mà không cứu thì có tội. Cả trên trời lẫn dưới đất đều biểu mình phải giúp người hoạn nạn, giúp đi bà. Bà không giúp tôi, nếu tôi chết tôi sẽ hiện hồn về trả thù. Lạnh quá, tôi chết nè. Hừ hừ. Đừng có chết, vô nhà đi. Đàn ông gì mà miệng mồm còn hơn đàn bà. Ừ, đói quá. Muốn gì nữa, đòi luôn một lần cho tôi lo đi. Ăn đi, tôi đi cầu trời cho mau sáng. Vừa giúp người vừa rủa, thế mà gọi là tu hành. Lại trời cho mau sáng để ông nội kia biến mất cho con nhờ. Mở cửa, mở cửa. Thêm ông bị cướp đánh què tay nữa hả? Giọt. Có người báo bà chưa chấp tiền tướng cướp Lê Cao. Làm gì có Cao, luôn tê khà. Tướng cướp Lê Cao đâu? Ông mới ở đây mà. Bác bả, tội gì? Đồng bọn với tướng cướp Lê Cao. Ông ơi, ông đi lừa bác mẹ tôi rồi. Tội gì? Tội đồng bọn với tướng cướp Lê Cao. Có ông nào đó nói bị cướp đánh què giò, xin vô nhà mẹ nghỉ qua đêm. Thế là có người báo với ông lưu, người đó là tướng cướp Lê Cao. Sao giống vụ bà tám cùa quá vậy? Để tôi qua gặp ông lưu. Không bắt được tướng cướp Lê Cao, ông có bằng chứng đâu mà nói bà nhạc của tôi là đồng bọn. Không đồng bọn sao bà phụng cho tướng cướp Lê Cao ở trong nhà? Người đó bị nạn, bà nhạc của tôi giúp thôi. Mà cũng không có bằng chứng người đó là tướng cướp Lê Cao, ông chỉ nghe báo thôi mà. Không thả bà nhạc tôi ra, tôi báo quan. Quan cho phép tôi nhốt bà Phụng cho tới khi làm rõ chuyện nè. Sao quan chưa kỳ vậy? Phe nào quan cũng bên, quan phe nào? Ông bắt bà nhạc của tôi là vô lý. Rất là có lý, ông bắt bà tám cua bằng những lý lẽ giống y hệt lý lẽ của tôi bắt bà Phụng. Vụ của bà tám cua y chang vụ của bà Phụng, cả hai phải bị bắt. Trời đánh đứa nào bày trò này để bắt mẹ vợ tao. Tôi biết ý định của ông rồi, tôi thả bà tắm cua. Tôi sẽ thả bà Phụng, ông thả bà tắm cua trước đi. Tao đâu phải con gà con vịt mà muốn bắt thì bắt, muốn thả thì thả, tao không về. Được thả mà không chịu về. Tụi mày bắt tao làm tao giao hàng không được, tao bị mất tiền, đền cho tao. Bà muốn đền bao nhiêu? 5 đồng. Sao nhiều dữ vậy? Không đền. Đền cho bả về đi, bả về rồi thì ông lùa mới thả mẹ. Đền nè, đúng là tám cua, ngang như cua. Chắc mình tu xạo nên gặp nạn. Người ta đồn mày là bày tuồng bắt mẹ vợ ông Lý Lân để trao đổi tao phải không? Ra chợ tao bao ăn bánh xèo.
cho tụi mày về nhà, tao đi một mình, chiều tới đây đón tao. Ông Lý đi đánh bài đó. Giờ thì tha hồ đi đánh bài. Sao lại có cục ở đây? Cứu, cứu. Da, cốt. Trác. Cột lại thỏ, mới đánh đã chạy. Ông có bị sao không? Không sao, may mà có cậu, nếu không chắc giờ này ta đã ở trong bụng con cọp. Cậu tên là gì, làm nghề gì, quê quán ở đâu? Tôi tên Trực, quê ở Quảng Nam, ra đây tìm việc làm nhưng chưa có việc. Ta sẽ cho cậu làm việc, gọi là trả ơn. Cậu sẽ lo việc thu thuế trong làng cho ta. Vậy ông là... Ta là Lý trưởng làng này, người ta gọi ta là ông Lý Thông, ta tên Thông. Con cảm ơn ông Lý nhưng con không biết chữ. Vậy thì về làm cận vệ cho ta, ta đi đâu cậu cũng theo bảo vệ ta. Chuyện đó con làm được, cảm ơn ông Lý. Suy nghĩ gì mà giờ này chưa ngủ? Tôi suy nghĩ xem có cách nào ăn bớt tiền thuế, nộp cho quan ít thôi. Làm cách nào thì thằng đi thu thuế cũng biết, có một kẻ biết là cả thế gian biết. Tôi nghĩ ra cách trước ông, đáng lẽ tôi phải là Lý trưởng vì tôi thông minh hơn ông. Dùng đứa không biết chữ đi thu thuế, làm sổ nộp lên quan thì ông làm. Không biết chữ thì làm sao thu thuế? Rõ ràng là ông kém thông minh hơn tôi. Làm vậy nè, thằng thu thuế không rõ nó thu bao nhiêu tiền. Đúng là vợ thông minh hơn chồng. Tôi sẽ dùng thằng Trực đi thu thuế, nó không biết chữ mà lại khờ khạo lắm. Trong làng có khoảng 20 hàng quán phải đóng thuế hàng tháng. Bởi mày không biết chữ nên tao làm quyển sổ bằng hình, tuyệt đối không cho ai xem sổ này. Nhìn nè, ông Tám thợ may bị hô răng, tao vẽ mặt ông có răng hô. Bà Bảy bán muốn bò mập ú, tao vẽ bà mập, ai cũng có hình trong này. Mày tới tiệm may của ông Tám, ổng đóng thuế bỏ vô cái hộp này. Rồi mày gạch chéo bên cạnh hình của ổng để biết ổng đóng thuế rồi, cứ thế mà làm. Họ đóng bao nhiêu ạ? Họ đóng lâu rồi, họ biết số tiền phải đóng, mày không cần hỏi. Đóng thuế hả? Tiền đây. Bỏ vô hộp đi. Hình ông Tám hồi đây, gạch chéo cũng dễ thôi. Bún bò đóng thuế. Bỏ tiền vô hộp. Hình bà nộp đây, gạch chéo. Đóng thuế kiểu gì vậy? Nhìn lén là bất lịch sự. Ông đó đi thu thuế, kiểu gì lạ lắm mẹ ơi. Ổng có quyển sổ không có chữ mà chỉ có hình. Theo coi. Ổng tới quán chè của chị Muối, mà chạy tới nói với chị Muối thế này. Chị dụ ông đó để cái giỏ trên bàn rồi quay lưng lại nói chuyện với chị. Chè, đóng thuế. Người thu thuế mới hả, bánh trai ghê. Thiệt không? Ông anh ngồi chơi, em đãi ông anh chán chè làm quen. Thiệt không? Ông anh để cái túi ra bàn phía sau để em dọn chè ra bàn này. Ông anh có gia đình chưa? Có rồi, cha mẹ anh em đông lắm. Không phải, ý em là ông anh có vợ chưa? Chưa chưa, thề đó. Ông này không biết chữ, ông Lý trưởng dùng người không biết chữ để thu thuế chắc là phải có mưu đồ. Hình của chị Muối đây. Hi hi, thêm râu. Ông già bánh tiều nghèo sắt đất mà cũng thu thuế, xé tờ này để ông khỏi đóng thuế. Cảm ơn cô chè, nhưng tôi phải thu thuế, cô đừng buồn ngang. Hình của cô chè đâu? Cô có râu không? Vô duyên. Tại hình này giống cô mà lại có râu. Vậy là không phải hình của cô khỏi đóng thuế. Cảm ơn ngang. Ông già bánh tiêu không có hình trong này, khỏi thu thuế. Sao không có thu tiền còn Muối bán chè? Con đâu có thấy hình của cô ta. Nè, hình này có râu mà con Muối đâu có râu. Mình vẽ râu cho con Muối hồi nào vậy? Mày thu được bao nhiêu tiền? Con đâu có biết, họ bỏ tiền vào thùng con đâu có đếm. Vậy là được rồi bà ơi, nó không biết mình thu bao nhiêu tiền thuế. Thu 18 đồng, nộp cho quan 10 đồng thôi, ha ha. Sao tháng này tiền thuế ít vậy? Bẩm, em có thằng thu thuế mới, chưa có kinh nghiệm. Thấy ai thằng thở khó khăn, nó cho nợ thuế. Nó đưa sổ cho em coi, em thấy nó thu được 10 đồng, em nộp đủ cho quan ạ. Biểu nó tháng sau ráng lên. Mày tới mấy chỗ buôn bán ở làng ông Lý Thông hỏi xem họ đóng thuế bao nhiêu. Ai không đóng thuế ghi rõ cho ta. Bẩm, em hỏi hết rồi. Chỉ có ông già bán bánh tiều với con nhỏ bán chè là không đóng.
những người khác đều đóng đủ, tổng cộng là 18 đồng. Gọi lão Lý Thông lên đây. Ta điều tra biết được tổng số tiền người ta đóng thuế là 18 đồng, sao ông nộp cho ta có 10 đồng? Chết, vậy là thằng Trực thu thuế ăn gian rồi, nó làm sổ giả nộp cho em. Bắt thằng Trực. Mày to gan, dám ăn cắp thuế. Người làm sổ giả để ăn cắp tiền thuế đúng không? Con đâu có biết chữ mà làm sổ giả. Mày giả khờ hả? Không biết chữ mà ông Lý Thông giao cho mày đi thu thuế. Ông Lý đưa cho con quyển sổ thu thuế bằng hình, con cứ theo mấy cái hình đó mà thu. Ha ha, mày diễn trò làm tao mắc cười quá. Nó nói dối đó ạ, quyển sổ này là do nó viết. Con không biết viết chữ, thề đó. Nhận tội đi rồi tao xin quan cho, chối là nặng tội lắm đó. Con không có làm mà biết con nhận tội, con không nhận. Quyển sổ bằng hình đâu? Con giao lại cho ông Lý rồi. Nó nói tào lao, không có quyển sổ nào bằng hình hết. Viết tên mày cho tao coi. Con đâu có biết viết. Nó xạo đó, quan cứ đánh đòn là nó biết liền hà. Nhận tội đi để quan khỏi đánh, tao xin tội cho mày là xong. Đánh mười heo. Xin quan khoan ạ, con có quyển sổ bằng hình đây. Ha ha, sổ thu thuế mắc cười quá. Ông Lý Thông vẽ đẹp quá ha. Không phải em vẽ đâu, vợ em vẽ đó. Ở đâu mày có tờ này? Dạ do con nghịch mà có ạ. Con đi theo anh Trực, lợi dụng lúc ảnh nói chuyện với chị Muối, con xé hình của ông già bánh tiêu. Rồi con vẽ râu lên hình chị Muối. Anh Trực thấy hình không giống chị Muối nên không thu thuế chị ấy. Thì ra mày là đứa vẽ râu lên hình con Muối. Vậy là rõ rồi, ông Lý Thông không chối tội được đâu. Tội này nặng lắm, nhưng ta sẽ xử nhẹ vì ta phục vợ của ông. Bà ấy nghĩ ra cách thu thuế bằng hình rất là hay, ta phục. Nộp cho ta 18 đồng rồi ta sẽ bỏ qua. Bấm, em nộp thuế thiếu có 8 đồng, sao giờ phải nộp 18 đồng? 8 đồng tiền thuế thiếu, 10 đồng đền tội vong ơn. Thằng Trực cứu mạng ông, nhưng ông lại lợi dụng nó để trục lợi cho ông, suýt là ở tù, đó là vong ơn. Dạ em nộp 18 đồng đây ạ. 8 đồng bổ sung cho đủ tiền thuế, 10 đồng cho thằng Trực, coi như công của nó cứu mạng ông là 10 đồng. Quan hay quá. Tới hàng chè của chị Muối ăn chè đi. Tao có ý đó nhưng không dám nói ra, sợ mày ghẹo.